Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt in qua mạng Wi-Fi cho máy in Rode MFC-L2701DW. Đó, các bạn sẽ chọn vào dòng menu. Rồi, các bạn sẽ nhấn mũi tên xuống trên dưới trái phải để các bạn sẽ tùy chọn nha. Đó, ở đây mình sẽ nhấn mũi tên xuống và các bạn tìm đến cái mục Network. Rồi các bạn sẽ nhấn OK. Rồi các bạn sẽ nhấn mũi tên xuống, chọn một cái dòng WLAN. Đó, tiếp theo các bạn sẽ tìm đến cái dòng Setup Wizard. Đó, các bạn sẽ chọn vào dòng số 3. Chọn là nhấn OK nha. Chọn vào dòng Setup Wizard. Rồi, nếu các bạn sẽ enable cái card Wi-Fi, các bạn sẽ chọn số 1. Và sau đó nó sẽ tìm kiếm những cái thiết bị Wi-Fi. Các bạn sẽ chờ vài giây để cho nó tìm kiếm những tên thiết bị Wi-Fi để các bạn sẽ connect vào cái máy in nha. Rồi, ở đây các bạn sẽ tìm đến cái tên Wi-Fi cũng như cái thiết bị Wi-Fi nào gần cái máy in cũng như phát sóng tốt nhất để các bạn sẽ kết nối vào cái máy in nha. Đó, nếu mà nó hiển thị mà cái tên thiết bị Wi-Fi chưa đúng đó, thì các bạn sẽ nhấn mũi tên xuống để bạn sẽ tìm đến thiết bị khác nha. Đó, nhấn mũi tên lên hoặc là xuống gì đó, các bạn sẽ tìm tới những cái tên Wi-Fi mà bạn cần kết nối nha. Đó, ở đây mình đã chọn vào cái Wi-Fi mà mình cần tìm nha. Rồi các bạn, mình sẽ nhấn OK. Rồi, ở cái dòng Network Key, các bạn sẽ nhập cái mật khẩu Wi-Fi của bạn vào. Đó. Bây giờ các bạn sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi vào cái máy in nha. Đó thì các bạn sẽ tùy chọn ở bên cái dãy phím số nha bạn. Đó thì Wi-Fi của bạn tên gì thì các bạn cứ nhập vào đúng những cái ký tự của mật khẩu Wi-Fi là được nha. Các bạn sẽ đánh từng chữ để nó tìm đến cái chữ hoặc là ký tự hoặc là số để các bạn sẽ nhập đúng cái mật khẩu Wi-Fi của mạng nhà của các bạn nha. Rồi sau khi các bạn nhập đúng những cái ký tự cũng như mật khẩu Wi-Fi thì các bạn sẽ chọn vào cái dòng OK để các bạn sẽ cho nó cái connect cái mật khẩu Wi-Fi của bạn vào nha. Rồi, sau khi mình nhập mật khẩu đúng rồi thì mình sẽ nhấn vào OK nha. Đó, nếu yêu cầu các bạn có apply, các bạn sẽ chọn cái dòng số 1. Các bạn sẽ nhấn vào số 1. Đó, bây giờ nó sẽ connect, kết nối Wi-Fi vào cái máy in nha. Khi mà Wi-Fi nó kết nối vào máy in thì cái đèn Wi-Fi nó sẽ sáng lên nha các bạn. Đó, như vậy là cái máy in nó đã kết nối vào cái Wi-Fi rồi. Rồi đồng thời nó sẽ in một cái bản in nha các bạn. Sau khi connect thành công á, thì ở máy in nó sẽ in ra cái phần bản in. In ra một cái bản in. Thì khi đó chứng tỏ các bạn đã kết nối thiết bị Wi-Fi vào cái máy in thành công rồi nha. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiển thị những cái thiết bị Wi-Fi
Rồi ở cái dòng WLAN report á, nó báo là ok là kết nối thành công rồi nhé bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào những cái máy tính hoặc là laptop để các bạn sẽ kết nối main vào máy tính của bạn nha. Đó, khi đó các bạn chỉ việc in mà không cần phải gắn những cái dây kết nối main vào nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào một cái máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 10. Rồi mình sẽ vào Device Register. Thì ở phần này các bạn chỉ việc connect cái main vào máy tính là xong nhé bạn. Đó, các bạn sẽ chọn một cái dòng thêm main. Đó, khi các bạn tích vào cái dòng thêm main thì nó sẽ hiển thị ra cái máy tính của bạn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn next để cho nó connect cái main vào cái máy tính để nó install driver. Các bạn sẽ đợi vài phút để cho nó connect cái máy driver máy in vào máy tính của bạn nha. Đó, bây giờ nó đang install driver. Rồi như vậy là cái quá trình connect đã xong rồi nhé các bạn. Đó, khi mà mình cài đặt driver thành công á, thì đồng thời nó cũng sẽ in ra một cái bản in test luôn nha. Sau khi mình kết nối thành công á, thì máy nó cũng in ra bản in test luôn nha bạn. Thì chứng tỏ khi đó mình đã kết nối in qua mạng wifi thành công rồi nha. Rồi tiếp theo các bạn cũng có thể in test kiểm tra ở những file hoặc là các bạn in restate bay để các bạn kiểm tra nha. Rồi thì vừa rồi mình vừa chia sẻ bằng cách cài đặt kết nối in qua mạng wifi cho cái main router MFC L2701DW. Thì bây giờ mình chỉ sẽ đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy cái video mình hay vừa thì bạn nhớ like và nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay vừa tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.